Mọi người ở Việt Nam thì đang sử dụng dòng collagen của NoCell, nhưng mà ít người biết được nó đến từ đâu. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ trực tiếp với mọi người về cái sản phẩm collagen NeoCell của hãng NeoCell. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem. Hiện nay thì collagen NeoCell ở Việt Nam thì nổi trội, có những cái dòng collagen được kể đến như là collagen dạng viên, dạng nước hay là collagen dạng bột. Như ở trên màn hình thì em có chia sẻ với các chị, đấy là hai dòng collagen của NeoCell được bán chạy nhất, là collagen của dạng bột và collagen của dạng viên. Bây giờ thì em xin được vào trực tiếp website của hãng neocell.com để mọi người biết về sản phẩm của hãng này ạ. Mọi người truy cập trực tiếp vào website là neocell.com. Đây là website của hãng và bày bán giới thiệu những sản phẩm chính hãng. Thì mọi người vào shop để tìm những cái sản phẩm ở trên thị trường có collagen type 1 và collagen type 3. Thì ở đây nổi trội có những cái dòng collagen được bày bán như là collagen dạng viên và collagen dạng bột. Thì bây giờ em sẽ click để mọi người biết về dòng collagen dạng viên. Đây là giới thiệu về dòng collagen dạng viên của NeoCell Super C cộng. Loại này là 250 viên. Đây là mọi người nhìn rõ đấy, 250 viên. Collagen type 1 và type 3. Ở đây có ghi đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm, giới thiệu về thành phần cũng như là cách sử dụng, hay là giới thiệu về giá thành của sản phẩm. Đây ạ, giá tham khảo là 24,95 đô. Theo tỷ giá hiện tại thì một lọ collagen như thế này thì với giá lẻ là trên 500.000, 250 viên. Đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm và cách sử dụng là mỗi ngày Take 6 Table Daily, là mọi người sử dụng là 6 viên một ngày. Ngoài ra thì còn cái dòng collagen 120 viên nữa. Và cái lọ này là khoảng độ gần 400.000. Nhưng mà thông thường ở Việt Nam thì các chị hay sử dụng cái dòng là collagen 250 viên, vì nó phù hợp mà giá thành của nó, mua cái số lượng lớn hơn thì nó lại được rẻ hơn. Vừa rồi thì các chị đã xem trực tiếp tại website là neocell.com, xem những sản phẩm mà tại Mỹ người ta bán. Và hiện tại trên tay em đang cầm đây là collagen NeoCell, và ở tại Việt Nam thì được phân phối bởi công ty Hoa Beauty. Thì nó có những cái đặc điểm như thế nào thì em mô tả qua để cho các chị nhìn và thấy cụ thể. Và đây là một hộp collagen type 1 và 3 Super Collagen C cộng 6g, và hàm lượng của hộp này là 250 viên. Đầy đủ những cái thông tin như là trên website của hãng người ta thông báo, mã vạch của sản phẩm. Toàn bộ thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh mọi người nhé. Đây ạ. Thực tế về sản phẩm ạ. Có ở dưới đáy này thì có in hạn sử dụng của sản phẩm. Những cái hộp em đang cầm trên tay là tháng 12 năm 2021. Và đây là một hộp collagen dạng bột Super Collagen. Và hộp này thì có trọng lượng là 198g. Thì cũng có đầy đủ những cái thông tin về hàm lượng cũng như là hướng dẫn sử dụng, thông tin về sản phẩm. Và mọi cái thông tin sản phẩm này thì đều bằng tiếng Anh. Và trên này cũng có cái hạn sử dụng của sản phẩm. Đây ạ, đây là tháng 5 năm 2022. Mọi người yên tâm về cái chất lượng sản phẩm mà Hoa Beauty phân phối. Toàn bộ hàng thì đều là hàng chính hãng, hàng nội địa của Mỹ, cam kết với mọi người về chất lượng. Ngoài trang web của NeoCell thì mọi người có thể truy cập vào website là womac.com. Thì ở đây thì có những cái thông tin về sản phẩm NeoCell được bày bán ở trên thị trường. Womac nó là một cái chợ bán lẻ những thực phẩm của Mỹ. Và cái sản phẩm NeoCell này nó cũng được bày bán ở đây. Đây là một website bày bán tất cả những cái sản phẩm về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Đây như cái sản phẩm Super NeoCell đấy ạ. Mọi người cứ kích vào đây ạ. Ở đây thì có rất là nhiều mức giá khác nhau, có cả mẫu cũ và mẫu mới, thì mọi người tham khảo ở trên này. Nếu như ở Việt Nam mà muốn mua sản phẩm này thì có hai cách. Thì có thể mua trực tiếp ở NeoCell hoặc là mua ở womac.com. Thì cách thứ nhất thì mọi người có thể là order hàng, đặt hàng ở trên web, sau đấy thì nhờ một bên vận chuyển, người ta vận chuyển về cho mình.
Cách thứ hai ấy, thì có thể là lựa chọn những cái nơi mà phân phối hàng NeoSeal này, những cái hàng thực phẩm chức năng uy tín. Khi đấy thì họ mua ở những cái web nước ngoài hoặc là họ mua trực tiếp ở nước ngoài thì chị em có thể là mua lại của họ, nhưng mà phải chọn được cái nơi uy tín, tránh là mua những cái nơi mà treo đầu dê bán thịt chó, ghi những cái sản phẩm chất lượng có bill nhưng đến lúc để gửi hàng bán đến những cái sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Như vậy thì quan trọng nhất là phải tìm được nơi uy tín, vì là sản phẩm này thì có rất là nhiều nơi bán, rất là nhiều mức giá khác nhau. Ở nước ngoài thì họ mức giá họ đưa ra là khoảng độ năm trên dưới 500 nghìn, nhưng mà ở Việt Nam thì lại bán chỉ có 300, hơn 300, rẻ hơn rất nhiều so với những cái mức giá mà họ bán lẻ ở nước ngoài. Vì vậy thì mọi người cần cẩn thận, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Đấy là cái sản phẩm NeoSeal ở bên nước ngoài. Vậy thì cái sản phẩm NeoSeal ở Việt Nam thì mua như thế nào? Để tham khảo cái dòng collagen NeoSeal đang bán tại Hoa Beauty thì mọi người có thể truy cập vào website là hoabeauty.vn. Sau khi đấy thì sẽ tới cái mục website về bán những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cao cấp tại Hoa Beauty, có những cái dòng collagen dạng nước, dạng viên. Đây em lướt qua để cho mọi người biết và xem cái dòng sản phẩm về collagen của NeoSeal, thì mọi người gõ từ collagen vào đây ạ. Hoặc là mọi người có thể kích vào cái đường là nước collagen ở đây thì sẽ ra những dòng sản phẩm về collagen. Thì ở đây là cái sản phẩm Super Collagen C cộng, giá ở tại thời điểm hiện tại là 550.000, được bày bán tại Hoa Beauty. Đây có những hình ảnh thực tế về sản phẩm để mọi người biết. Đây ạ. Đây là những hình ảnh thực tế mà Hoa Beauty chụp và có đóng dấu lại, nên là mọi người yên tâm về cái sản phẩm này là người thật, việc thật và sản phẩm thật, chụp thực tế để cho mọi người biết, không phải là những hình ảnh lấy ở trên mạng. Về cái giá cả như thế này ấy, thì hôm nay em chia sẻ cho các chị là giá 550.000. Thời gian tới thì có thể là rẻ hơn tùy theo hãng, hoặc là đắt hơn tùy theo cái giá mà hãng người ta đưa ra. Cái này thì phải phụ thuộc vào giá của hãng, chứ không phải là bên Hoa Beauty là người sản xuất nên quyết định được cái mức giá này, mà phải phụ thuộc vào hãng NeoSeal người ta đưa ra như thế nào. Thì vì vậy là cái video như thế này thì mọi người hãy xem để biết. Còn để biết thực tế về cái giá cả thì mọi người cứ truy cập vào Hoa Beauty để xem cái sản phẩm ở cái thời điểm hiện tại. Ngoài cái collagen của NeoSeal ra thì Hoa Beauty còn phân phối những dòng sản phẩm nào, thì mọi người có thể xem những cái dòng sản phẩm mà Hoa Beauty đang phân phối. Những cái dòng sản phẩm của 82X, Sakura, hay là những dòng sản phẩm của Nature và những dòng sản phẩm của Viera. Và đây là những dòng sản phẩm cao cấp của Úc. Và cái dòng sản phẩm này thì các chị hãy nên tham khảo thêm. Đấy là cái dòng sản phẩm của Nature, một cái sản phẩm nó rất là cao cấp, chất lượng, được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Và đây là collagen dạng nước, giá thành của nó khá là hợp lý mà nhiều người khen. Nếu mọi người cần tư vấn cụ thể hơn về những dòng collagen hay là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thì mọi người có thể để lại tin nhắn, nhắn tin hoặc gọi điện đến Zalo, Facebook của Hoa Beauty ở dưới góc dưới của màn hình, hoặc là mọi người có thể là để lại số điện thoại ở mỗi sản phẩm. Mọi người cần xem về cái sản phẩm 82X, mọi người cần xem về sản phẩm này thì mọi người để lại số điện thoại thì bên Hoa Beauty sẽ gọi điện tư vấn cho mọi người. Về Hoa Beauty phân phối thì cam kết cho mọi người tất cả những sản phẩm đều là sản phẩm chính hãng, chất lượng, đi theo đường bay và được nhiều người tin tưởng sử dụng và hiệu quả. Những lưu ý khi mua cái sản phẩm NeoSeal ở trên thị trường. Thực sự thì hiện nay thì quá nhiều nơi bán, giá cả khác nhau, hàng giả và hàng nhái rất là nhiều, nên là lựa chọn một cái sản phẩm tốt tương đối là khó, rất khó để phân biệt bằng mắt thường. Vì vậy thì các chị em cần cẩn thận lựa chọn những cái nơi uy tín. Mọi cái thông tin tư vấn về cái sản phẩm NeoSeal hay là các cái dòng collagen chính hãng của nước ngoài, chị em có thể truy cập trực tiếp vào website hoabeauty.vn, hoặc là mọi người có thể liên hệ theo số hotline Zalo
0985 229900 để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm cũng như là cách thức đặt hàng.